Cả nhà có khỏe không? Các bạn, mình mới đi mà xong pin về thôi các bạn. Mình mua cái loại mà cái chai mà xịt cái toilet đó các bạn. Cái loại này mới nè. Thì đó giờ nhà mình chưa có xài cái loại này. Cả nhà, cái này là hương mà hương chanh đó các bạn. Nãy mình mới khui ra mình thấy cái chai này ra. Để dành mình đi đi đâu các bạn, mình lấy cái chai nhỏ này theo. Cả nhà biết mình mua qua cái chai này là nhiêu các bạn? 24 đô. Để mình mở cái nắp ra cho cả nhà xem cái nắp nó làm gì nè. Thơm lắm đó cả nhà, thơm mùi chanh đó, nhiều nước. Khi mình xịt phòng á các bạn, mình lắc lắc cái chai này lên là cho nó đều, mình xịt thơm. Cái loại này mình mới xài thử. Hai cái chai nhỏ, một cái chai bự. Các bạn nào chưa có mua cái này xài đó, các bạn mua xài thử đi, thơm. Nó làm cái chai đẹp, cái nắp màu đen, gọn lắm cả nhà, dễ cầm đi. Cái mùi chanh đó, mùi chanh nó làm cho mình thông cái lỗ mũi đó các bạn. Cả nhà, mình khoe với các bạn mình mới mua cái hộp đó mà hộp nến đó các bạn. Cái này thì có bốn hũ trong cái hộp này nè. Cả nhà xem cho vui nha. Đó thì có bốn cái mùi nó khác nhau. Thì cái hộp này người ta bán cho mình cỡ 22 đô đó các bạn. Cả nhà thấy không? Tại đôi lúc ở nhà mình có mà chiên xào nấu đồ ăn đó các bạn, cái mùi cũng như là cá thịt đồ nó bay ra đó, mình đốt cái này lên chừng nửa tiếng thôi là nó thơm cái phòng lắm. Cả nhà thấy người ta làm cái hộp đẹp quá ha. Nước mình mua về mình chắc đi dành uống. Tại đôi lúc á, thỉnh thoảng á, trong mấy cái siêu thị á, lâu lâu cái người ta bán nước á, giảm giá. Như thường ngày mình mua 5 đô một lốc này đi, cái nó giảm giá còn chừng 4 đô. Mình mua lần 5-6 lốc về cho dành uống. Các bạn nào á, chưa xài thử cái chai này, các bạn mua xài thử đi các bạn. Mình thích cái mùi gì lắm luôn á. Mình đi đâu á, mình cầm cái chai này để vô cái bóp mình á, để dành mình có đi vô toilet thì mình xịt nó. Chứ ở nhà mình lại xài cái chai này. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Nhà mình có mua cái gì lạ lạ mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye cả nhà.